Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Văn Hưng, 29 tuổi, dẫn theo hàng chục đàn em chém chết người khi phát hiện đối thủ chơi sóc đĩa biệt, song không đòi được tiền. Các bị cáo lúc nghe tòa tuyên án, ảnh, Trường Hà. Sau 3 ngày xét xử, sáng 28 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 29 tuổi, ở huyện Long Điền 16 năm tù về các tội giết người, đánh bạc. 29 người đàn ông và 4 phụ nữ 18 đến 64 tuổi, lĩnh án tự phạt tiền đến 15 năm tù về các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và đánh bạc. Phiên tòa sơ thẩm thu hút hàng trăm người dân theo dõi. Họ ngồi kính phòng xử án, hành lang và sân Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2019, Hưng và nhóm Trần Văn Hồ 25 tuổi, cùng hơn 10 người chơi sóc đĩa trong vườn điều ở xã Phước Hưng huyện Long Điền. Canh bạc kết thúc, Hưng phát hiện chén sóc đĩa gắn chip điện tử đi tìm Hồ đòi lại tiền bất thành. Hai bên hẹn giao đấu. Tối hôm đó, hai tay giang hồ dẫn hàng chục đàn em cầm súng ngắn, súng bắn đạn bi, giáo, mã tấu đến điểm hẹn trong con hẻm giáp ranh giữa hai xã Phước Hưng và Phước Tỉnh. Họ bắn, ném gạch, bom xăng, đâm chém đối phương loạn xạ. Hồ Tháo chạy giật lùi vừa nã đạn vào đối phương khiến một người bị thương. Khi anh này vấp ngã, Hưng và nhiều đàn em lao vào đâm, chém tử vong. Trường Hà Les Blood Ash, oai.